vòng 5 V-League 2023, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Thống Nhất. Hà Nội mở tỷ số nhờ công của tiền đạo Luka Dobrek. Đầu hiệp 2, Victor Mansaray ghi bàn giúp đội chủ nhà gỡ hòa một đều. Tuy nhiên, Hà Nội có thêm được hai bàn nữa để giành chiến thắng chung cuộc từ pha lập công của Phạm Tuấn Hải và pha đốt lưới nhà của trung vệ Johnny Campbell bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều động lại sau trận không đến từ chiến thắng của nhà đương kim vô địch Hà Nội mà lại là vấn đề chuyên môn của trọng tài. Tình huống gây tranh cãi đến ở phút 39, cầu thủ Lucas Vinicius của câu lạc bộ Hà Nội dẫn bóng trong thế đối mặt và đánh bại thủ môn Thanh Thắng bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài Trần Đình Thái công nhận bàn thắng này, trong khi các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh vì lấy trợ lý thứ nhất Nguyễn Lâm Minh Đăng tranh cãi gay gắt. Theo quan điểm của các thành viên bên phía đội chủ nhà, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã việt vị trước khi ghi bàn. Họ cũng cho rằng đây là bước ngoặt dẫn đến thất bại 1-3 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 5 V-League 2023. Mà khi người ta nỗ lực gì mà đá cái gì thì ai mà đá lại? Đá với Hà Nội là thua lần này rồi, thêm 1 năm được nữa thì ai đá lại? Mà cái vấn đề trọng tài là bao nhiêu lần mà tôi đã gấp cái dòng F3 và những cái mùa 2 thôi là F3. Bạn thấy những nỗ lực bây giờ cái đội bóng chúng tôi đang yếu, chúng tôi đang khó khăn về kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang khó khăn về kinh tế, chúng tôi đang, tôi là huấn luyện viên phải chia sẻ trách nhiệm với bóng đá thành phố, chia sẻ với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, không lấy những cầu thủ này, lấy những cầu thủ trẻ, cái đó rất là điều tốt cho Thành phố Hồ Chí Minh và cho Việt Nam. Không phải là trận đấu này là trận đấu thua là mình quay lại, nhưng mà nó dẫn đến thua, nếu các bạn là huấn luyện viên các bạn thấy rất là khó khăn. Người ta đang nỗ lực chơi được chơi rất là, tôi cho rằng là đội chúng tôi được chơi. Còn Hà Nội vừa hay mà vừa ủng hộ trọng tài, ủng hộ gì ai đó lại, các bạn nghĩ ai đó lại chơi này là chơi nghĩa khí. Tôi nghĩ Hà Nội cũng không cần có mua trọng tài hay làm gì trọng tài rồi, giờ kết quả gì là xong thì bây giờ thôi, ta chấp nhận một chơi này là phải chấp nhận, chúng tôi tiếp tục chiến đấu tiếp, phải chấp nhận đi. Vòng 5 V-League rất gay cấn nhưng trọng tài vẫn là chủ đề nóng nhất. Chỉ trong khuôn khổ vòng 5 đã có đến 2 trận đấu nổ ra tranh cãi liên quan đến chuyên môn trọng tài. Chưa nói đến việc quan điểm các câu lạc bộ đúng hay của ban trọng tài V-League đúng, nhưng nếu muốn để lại hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng, chất lượng chuyên môn cần cải thiện nhiều hơn nữa và VAR có thể là phương án giải quyết vấn đề.